thế thì như ông Huỳnh nói đúng là, hoặc là ở đây có anh Vinh, thì nếu mà bàn về đề tài thương hiệu thì nó rất là rộng. Và trong các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ thì không có bất cứ một cái từ nào người ta đề cập đến là nhà nước bảo vệ thương hiệu, mà chỉ có là các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, từ sáng chế giải pháp hữu ích, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, quyền chống cạnh tranh không lành mạnh, rồi là bí quyết thương mại như thế. Vì vậy rằng là các cái đối tượng này nó là công cụ để giúp cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu. Vì vậy có lẽ là chúng ta nói là nó cũng lồng ghép vào nhau thôi. Và cũng chưa có một cái văn bản chính thức nào chúng tôi nghiên cứu thì thấy là nó có một cái chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia của Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương làm. Thì vì đấy là chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia, đồng ra các anh ấy trong cái quy chế của chương trình các anh buộc phải đi định nghĩa thương hiệu. Thế thì các anh định nghĩa rất là đơn giản thôi, là thương hiệu nó được hiểu là nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp và bao bì sản phẩm. Thế nhưng mà tôi thì bây giờ nếu mà thương hiệu thì nó rất là rộng rồi, thì nó được hiểu một cách là nó là một cái dấu hiệu, bất kỳ một cái dấu hiệu nào mà người tiêu dùng, người ta để trong tâm trí của người tiêu dùng về cái bất kỳ một doanh nghiệp. Vì vậy rằng là nó có thể là tổng thể rất là nhiều các cái hoạt động, từ sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, tất cả các đối tượng của quyền sở hữu tuệ, rồi các đối tượng, kể cả đối tượng nhà nước được bảo hộ hay không được bảo hộ, từ kế hoạch kinh doanh, xúc tiến thương mại, tất tần tật các thứ, nó tạo ra một cái uy tín rất là lớn cho thương hiệu, cho doanh nghiệp. Thế nhưng mà nếu mà trong khuôn khổ cái buổi hôm nay ấy, thì chúng tôi nghĩ là chúng ta sẽ nói về cái việc mà bảo vệ nhãn hiệu. Nhãn hiệu nó là logo, nó là chữ, nó là hình, để nó tạo ra một cái nhận biết cho người tiêu dùng về một cái doanh nghiệp nhất định. Với là anh Vinh có đăng ký được. Với là anh Vinh cứ